Xin chào các bác nhé, chào tất cả mọi người đã quay trở lại kênh. Đây em đang test thử cái máy Hitachi BDV2 ngày 2008 bác nhé. Ngoài hình còn rất là mới nên đang test thử để cho bác khách lấy. Bác nhìn kỹ này, và cái chiếc em cũng đang chưa nhìn sơ sơ qua tìm hiểu nó. Lúc mà nó giặt đó, khi mà nó giặt giặt xong đúng không, nó xả nước, nó sẽ quay quay đó, ngược và xuôi, ngược và xuôi để cho quần áo nó giãn hết ra. Khi mà nó vắt đấy, đấy thì nó sẽ không bị đập thùng hoặc là nó bị rung máy, nó kêu chẳng hạn như máy của dòng Việt Nam mình hàng mới trong siêu thị bán đấy, có bác mua khoảng 18 triệu nhưng mà giặt nó kêu to, với cả nó vắt nó kêu lắm, đi từ dưới bếp trên nhà cũng nghe tiếng. Thì đây các bác, cho các bác biết đây là cái bộ mà cân bằng của nó, đây là giảm xóc các bác nhá, giảm xóc của Hitachi sản xuất này. Đấy. Thì con này còn rất là mới, giảm xóc còn như là mới tinh, không bị hang hét gì cả, nó ít bị thủy kích kiểu như là bị nước ấy, có những con bị vứt ngoài bãi bị nước ngấm vào là xét giảm xóc đó nó cũng kém đi. Con này có giảm xóc mới cứng luôn của Hitachi luôn nhá, đằng sau thì mới nhìn thấy chữ Hitachi, đằng trước không nhìn thấy đâu. Trong mưa này nó còn mới, dây ống nước còn rất là mới, tại vì nó không bị thủy kích. Đây là cái bộ điều khiển của nó, dòng ngày xưa điều khiển nằm dưới còn bây giờ lên trên cao. Đấy, nó giặt các thứ nó rất là êm các bác nhá, các nhìn này nó nhún này. Đấy. Đấy, nói chung là nó hơn nhau ở cái đầu não là cái bộ này. Đấy. Thế cả máy giặt mới ở đây và máy giặt bên Nhật là khác nhau nhé, hơn nhau cái não này. Nhưng không phải đơn giản đâu. Khi mà nó giặt, nói chung là cái quy trình của nó làm rất là cẩn thận. Vì vậy nên cái máy nó chạy rất êm, nó ở chỗ đó. Nó không chạy bị hỗn. Thế là cái cân bằng cũng tốt nữa. Cộng thêm là cái đầu não này nó hoạt động, nó thiết kế phần mềm này. Nói chung là rất là ok. Nó thiết kế rất là cẩn thận đấy. Như theo như em nhìn cách nó giặt đấy, nó khác hoàn toàn so với máy giặt kia, đảm bảo các bác luôn, khi hai con nó đứng cùng nhau và giặt cùng lượng quần áo là bác nhìn cái lồng giặt nó sẽ khác này. Đấy các bác nghe, bắt đầu nó nhún này đó. Thì em nó nhún đâu phải đơn giản đâu. Cục nhún nó rất là quan trọng các bác ạ, không phải đùa đâu nhé. Nhún xịn thì máy nó mới không bị kêu kiếp. Đấy, còn nếu mà máy mà nhún nó không có tốt đấy thì nó sẽ hư rất là nhanh. Mà giặt máy giặt Nhật thì các bác chẳng hạn như là nó 9 kg thì bác giặt nói chung là ở ngang ngang tầm đồng giặt thôi, khi quần áo bỏ vô thì nó sẽ sạch hơn, thì đừng có ôm đồm vào 2 ngày giặt lần chẳng hạn, nhiều quá máy nó sẽ hại, không tốt cho máy. Tại vì nó máy nó giặt nó rất là tiết kiệm rồi, nước và điện rồi, nên là các bác cứ xài theo của nó thôi, chứ đừng có cố gì dáng ngày hôm nay bắt đầu lại ôm thêm một đống để ngày mai giặt thẻ không lên nhé. Các bác nhìn ốc của nó là mới tinh luôn. Hai nghìn tám mới còn rất là đẹp. Đấy, nên là em cũng chả quan trọng gì đời đâu, thực sự là không quan trọng. Có những con nó đời nó cao nhưng mà nó chạy nhiều quá nó cũng xấu đi đó, nên là em không có thích. Bác nào có nhu cầu mua giặt thì alo nha.